Tính đến 17 giờ chiều nay, bão số 11 và mưa lũ đã làm 12 người chết, trong đó Quảng Bình 7 người, Hà Tĩnh 3 người, Thừa Thiên Huế 2 người, mất tích 3 người và bị thương 52 người. Hơn 500 ngôi nhà bị sập trôi và 47.000 nhà bị ngập, tốc mái, hư hỏng nặng. Mình là ca sĩ Lương Bích Hữu. Mình gửi tin nhắn này đến tất cả mọi người, mong rằng chúng ta hãy cùng chung tay để cứu trợ người dân ở những vùng đang bị lũ lụt, với tinh thần là lá lành đùm lá rách nha. Các bạn ơi, các bạn có thể cho mình tham gia với. Nhau, nó hỏi cha
yêu chi.